Xin chào quý vị, anh Tị của chú quay trở lại kênh với Phú. Hôm nay thì em mà đi đến quán đồ cũ, mua mấy cái bức gà cũ cho mấy anh bên này dùng thôi, chứ không phải mua về Việt Nam. Mấy anh công ty mà chuyển đến này dẫn ra quán đồ cũ mua bức gà về dùng. Thì đây cũng có nhiều cái quay cho quý vị tham khảo thôi, chứ còn mua gửi về thì cũng chưa chắc là mua đây vì nó mất công phí vận chuyển nữa, từ đây xuống công ty vận chuyển nữa. À, mấy vật tử là đây là hai vật tử Arizona. Arizona cũ nó bán 1,2 triệu này, chưa cước vận chuyển này. Em bán hàng mới này 3,8 triệu về Việt Nam, thì cái này vận chuyển về 1,2 triệu rồi tầm gần 3 triệu rồi. Đấy, 2,8 triệu thì nó cũng đắt hơn, rẻ hơn được mỗi 1 triệu thôi, thì không ăn thua. Thì cái hàng em săn sale, hàng giảm giá thì nó sẽ hàng mới, nó sẽ hay hơn hàng này. Ví dụ mấy cái bếp ga Arena này, gặp với là sự Gia Bình này. 2,7 triệu gì đó, còn khá đẹp. Cái này là cũng hai bếp giống nhau nhỉ, giá giống nhau luôn đó. Không, ở đây giá khác. À, cái này 8 sen, cái này rẻ hơn. À, sen 8 là 2017 rồi, 2017 nhá. Quý vị cũng khá cao. À, cái giá nó là 1,7 triệu gì đó, hơn 1,750 triệu chúng ta nhá. Cái bên trên Paloma kia thì 1,3 triệu 2015, có giảm giá 50% luôn. Rẻ thật, bố của rẻ luôn. Thế là mày mua mấy cái này được. Nó có giảm giá 1,3 triệu, giá còn nó 700.000 một cái. Mua cái này thì rẻ thôi, mua ở Việt Nam thì vẫn cao vì một cái bếp ga này nặng tầm 11 cân cả hộp. Ở về mất đường biển nó mất 2,2 triệu rồi. À, đường hàng không mất 2,2 triệu. Đường biển nó mất 1,2 triệu gì đó. Mà 2 tháng mới về. Còn Rina bên này thì cũng bằng giá con Rina chết đấy. 2,7 triệu. Rinnai này là 3 triệu, gần 3,5 triệu. Mã nó thì ở Rinnai RT34NZ rồi quý vị. Đây, cái này là Rinnai khác, giá là 1,2 triệu. Bên này thì toàn Rinnai, đây thích toàn Rinnai á, Paloma ít. À, chứ có mấy con Paloma bên dưới này. Đây, pinh luôn nhé. Đi luôn. Cái này cũng giá 2,7 triệu ở bên này, đẹp. Màu trên này màu pink gold, bên dưới thì màu trắng đẹp. Ga này là thành phố, ga thành phố, ga ngầm chứ không phải là ga bình. Ga thành phố đây muốn chuyển sang ga bình thì phải chọc là lửa một chút, như cả trước em làm những cái đây con giống y hệt con của em này, mua trẻ Paloma này. Con em đẹp hơn con này nhiều, con này cháy hết này. Con em trước mua trắng tinh giá 1/3 con này. Đấy thì quý vị mua hàng khay cái hộp đựng pin. Đây là nút người ta khóa đây rồi. Đấy. Trái phải nước. Con em gì hết con này. Em mua giá 1/3 con này luôn. Con này bán 3,5 triệu, em mua em mua 500.000. 1/7 con này. Con này thì này. LP ga sự là nấu cái ga bình được nha quý vị nhé, thế là nấu trực tiếp luôn. Này hiện nay có Rinnai này là 3.300.000 này, 700.000 mà này giảm giá bao nhiêu đây, 30%, còn 400.000 gì đó, còn có 500.000 gì đó. Đấy, một con này rẻ thật, một con này còn bố của rẻ nữa. À, cũng thế, cũng 300.000 giảm giá, à còn có 700.000 giảm giá 30%. Ga thành phố, con này ga thành phố. Ở bên này thì cũng Rinnai giảm giá 50%, đẹp thật, ra thành phố luôn nha quý vị. Nếu con ra thành phố thì thường là người ta sẽ ít mua hơn vì các cái nhà trọ bên này cũng cái khu này, chỗ khác thì em không biết, cái khu này đa số là người dùng ra bình. Đấy, con Paloma Pink Gold cái này giá bao nhiêu đây, cũng 2,7 triệu. Con này là không thể ghi ra thành phố, cũng vậy, cũng ra thành phố. Pin này cũng mai mốt thì cũng giảm giá thôi. Này, đây là toàn là ra thành phố hết, ra thành phố hết, ga ngầm á. Con này đắt nhất. À, Norit. Hàng này là hàng mới chưa sử dụng nha quý vị nhá. Hàng mới chưa sử dụng luôn. Hàng này là nó dụng mình làm ngầm được à, là gì nhỉ? Mặt âm được. Nó đẹp, còn mấy vẫn là bức dương nữa, nhưng mà mình làm vậy nó đẹp.
chưa sử dụng nhưng vậy còn nguyên nó ghi đây, và trên đấy còn có cái túi ni lông trên cái đầu bếp đó. Trong là sách đang nguyên xì, giá nó là 4,5 triệu, sách 2018, nói chung cũng đắt, chưa sử dụng thì đắt vài triệu, để đấy mà dùng để đây mà bán thì ai mua mấy đó. Đây, đây là mấy con bếp ga, em thấy giảm giá thì em quay lại cho vị coi. Bên này nhiều nhiều gì đấy, máy giặt cỡ cỡ đứng thôi, sẽ không thấy cái cỡ ngang nào nằm đây. Nhặt bên kia là tủ lạnh, đồ gỗ tượng gỗ, cái này là hút bụi đấy, máy lạnh nhiều, tủ lạnh nhiều đấy. Máy giặt thì dao động đây giá cũng 2,7 triệu, 3 triệu, 4 triệu, tùy nhiều nhiều giá, hơn hơn triệu chút. Có cái này rẻ này, hôm qua này có 1,3 triệu ở bên này, rẻ thật. Cái trên này thì ni lông hơi bị văng chút, không vấn đề gì. Là xe bên này có gì đấy, có mấy cái nồi cơm, chỗ cái quán này nó hơi ít, bàn cơm vây này, đây là có nồi cơm, cơm với gì đấy, nấu nước sôi, cơm đắt này, nồi gì đấy, sáp KSHA10 2,7 triệu, đây là 2,9 triệu. Thì em đi nhặt ở bãi rác có được thì em dùng, em ngồi nồi cơm cho khi nào em mua khách Việt Nam mua thì em cũng mua về về bình thường á. Hàng 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 cũng đẹp như vậy, có vị cũ hơn cũng có, mới hơn cũng rất, em cũng gửi mấy cái về đấy. Thì quý vị nào có nhu cầu mua nồi cơm bếp ga gì thì chắc chắn bếp ga mua bên em chắc chắn sẽ bên kia rất nhiều rồi. Việt Nam thì dao động tầm 2,5 triệu, 3 triệu à, thì nó vẫn rẻ hơn quả giá ở đây người ta bán ở quán, chưa bao gồm cước phí. Vì em hàng săn sale này, hàng đấu giá này, đủ các thể loại quý vị, cũng như săn sale như đấy ấy. Nhưng mà người ta ship cho luôn thì đến thẳng công ty vận chuyển thì nó sẽ không mất thêm một cái cước từ đây xuống kia, mình mất thêm 300.000 gì đó nữa, là cước phí nó sẽ đỡ hơn, giảm hơn. Đây thì có mấy cái nhân tiện em quay lại cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo, tiện em đi ra đồ cũ mua vài thứ. Em xin chào quý vị anh chị cô chú và hẹn gặp lại trong video lần sau ạ. Bên này có búp bê nhân tiện, em mua cho con cái búp bê về để chơi. Em xin chào, hẹn gặp lại.